Hello, xin chào tất cả anh em. Đây test của máy Ikiga nha anh em. Ikiga 25 để răng không sắp nhông nha. Băng vàng còn đẹp, mâm ba cháu lật. Băng này băng thép nha anh em. Đây thông số nó có ghi đây nè. Dài 3m2, chống tâm 1m7, qua băng 520, qua dao 209, ngang băng 403, điện 3 pha 38, mâm cao 270, 3 cháu lực, lỗ 57 nha. Ngang băng vít mê còn đẹp, này nhẹ nhàng luôn nè. Đô rơ nè, tới đây nha nè, gần đến số 1, bây giờ đã bắt răng nha. Trên và dưới vậy luôn. Đây cái bàn dưới này hơi nặng xíu nha anh em. Quay lui nhẹ. Tới nó hơi nặng, nó truyền qua cái vít mê trên bi cho nó hơi nặng nha. Rồi, ta chạy luôn. Bằng răng rồi. Này anh em, số này thì anh em muốn gạt số là cứ gạt ra ngoài nha. Gạt ra ngoài ở giữa xong anh em gạt lên. Hoặc là gạt về giữa rồi gạt xuống rồi gạt lên lại. Rồi đang cho chạy thử số để cho chạy răng trước luôn nha anh em. Răng nè, gạt vô gạt xuống nè, gạt này xuống rồi. Mai này còn đẹp luôn nè. Đây lần này cần đảo chiều nha anh em. Đặt lên đảo chiều tự động với đảo chiều răng luôn nha. Đó, kéo lên là chạy thuận nè. Nó đang chạy răng thuận nha. Cái vít me dưới chạy nhưng mà nó đang chạy răng trên nha anh em. Nó truyền qua vít me bi nha. Đẩy mạnh xuống. Lắc cái cần. Đảo chiều răng nè. Đó, lên. Rồi, tắt ra nha. Và lồng. Lồng bằng trên nè, gạt lên trên nè. Đó. Đẩy xuống là đảo chiều lại nè. Này đẩy xuống cho hết khớp nha anh em. Cái này nó nhích nhẹ đi rồi anh em đẩy xuống cho nó hết khớp nha. Tắt nè. Rồi, ra qua đây tự động bằng dưới. Rồi lắc lắc cái đó, cái tay quay vô nó dễ hơn. Rồi đảo chiều nè. Tiếng bước tiến nhanh chậm nha anh em, về mò thêm cho có má thì nhìn theo bản răng, nhìn theo chữ ở đây mà làm thôi. Rồi, tốc độ nha, tốc độ nè, đây nhanh chậm đây nè, đây là 3 số nè. Đó, tất cả là chính tốc độ. Nó chậm nè, lâu nè, với medium nè, với hai nè. Rồi. Lắc cháu.
má thì em nha em, ba tóc rồi nè. À, dưới này nè, dưới này anh em muốn qua số là phải gạt cái này vào giữa nha, đó gạt cái này lên nè cho nó vào giữa nè, đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy cái này xuống xong là phải gạt cái này vào lại nha, gạt lên hoặc gạt xuống đó, gạt lên, lên là số khác, xuống số khác nha. Rồi à, đây nữa, đây vô đây ba tóc nữa, vô hết luôn, vô hết luôn. Rồi. Chậm lại nè. Rồi. À, 6 tóc rồi nè, 6 tóc giờ anh em gạt xuống. Rồi. Nhanh hơn xíu thôi nha nè. Rồi. Anh em chỉ có để cái số này thôi nha. Cái này đè xuống là được gạt lên gạt xuống nè, ha. Rồi muốn đưa số này về giữa nè, đưa này về giữa gạt này lên nè, đó. Rồi gạt xuống nè, xuống là được một số nữa nè, là 3 số. Thứ 3 trên 3 là 9. À, anh em nào làm máy này thì liên hệ ha. Còn còn con khi xe qua mới về đang vệ sinh, số má của em máy luôn nha, măng bàn đẹp luôn, ít me hơi mòn, với con thay tanto này thì dọn xong rồi nha, đồng này chục ít tâm 480, hành trình đi là 350 nha. Rồi, anh em nào làm thì liên hệ, xin kết thúc video cho tạm biệt anh em.